Chào mừng các bạn đã đến với channel Làm Giàu ở Mỹ. Mình là Thắng. Hôm nay mình sẽ làm cái bài phân tích này để cố gắng tìm hiểu vì sao có rất là nhiều bạn tuổi còn rất là trẻ, chỉ khoảng từ 35 cho đến 45 tuổi mà lại rất là muốn đầu tư vào các cái quỹ trái phiếu hoặc là những cái quỹ cổ phiếu mà có tính ổn định cao và cho cổ tức hàng tháng. Và các bạn này á, thì thường việc email cho mình và hỏi á, là mình mua cái quỹ này ABCD gì đó, có quỹ thì của Schwab, có quỹ thì của Vanguard, có quỹ thì của Invesco, có quỹ á, thì của State Street. Và tất cả các cái quỹ này thì đều trả cổ tức rất là tốt. Và những cái mức cổ tức mà các cái quỹ này trả á, thì tốt hơn rất là nhiều so với là những cái tài khoản tiết kiệm như là ở Wealthfront thì bây giờ đã cho được 5% cho đến 5,5%, và những cái tài khoản CD cũng cho cổ tức khoảng 5 cho đến 6% gì đó. Thì các bạn này cứ nói là các cái quỹ trái phiếu này và những cái quỹ mà trả cổ tức cao này á thì là hàng năm người ta trả cổ tức đến 8 cho đến 9% là cao hơn các cái quỹ các cái tài khoản tiết kiệm rất là nhiều. Và các bạn rất là khoái mua các cái quỹ này. Ví dụ giống như là các bạn mua 10.000 thì một năm á, người ta trả cho bạn cũng khoảng được 8-900 đồng tiền cổ tức. Và như vậy thì là khá cao bởi vì nó là 8-9% và các bạn rất là khoái cái chiến lược này và rất là thích là khi mà các cái quỹ này gửi tiền cổ tức hàng 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 tháng hoặc là hàng quý cho các bạn. Thì mình thật sự là không hiểu là vì sao các bạn lại muốn đầu tư vào các cái quỹ mà trả cổ tức như thế và các cái quỹ mà các cái trái phiếu để trả cổ tức cũng như là những cái cổ phiếu và nó trả cổ tức hàng quý như vậy. Cho nên là ngày hôm nay mình sẽ phân tích để cho các bạn thấy á, lúc mà các bạn còn trẻ 40 trên dưới 40 tuổi, thậm chí là trên dưới 50 tuổi mà các bạn mua các cái quỹ trả cổ tức là các bạn đã tổn thất cái tiền lợi nhuận từ những cái khoản đầu tư khác tốt hơn. Mà khi các bạn chọn để đầu tư vào các cái quỹ ăn cổ tức như vậy á, thì là cái mức lợi nhuận hàng tháng, hàng năm của các bạn đã giảm đi rất là nhiều so với là cái việc bạn đầu tư vào các cái quỹ như là VOO, VGT và SMS, là đó là những cái quỹ tăng trưởng. Và mình nghĩ là mình cũng giải thích cái câu chuyện này trong một vài cái video khác rồi, nhưng mà chắc là mình giải thích không được kỹ và cũng giải thích không có được rõ ràng, cho nên là các bạn vẫn có vẻ như là không rất là mập mờ trong cái câu chuyện này, cho nên là vẫn muốn đầu tư vào các cái quỹ ăn cổ tức. Đến khi mình nói chuyện với các bạn á, thì các bạn thấy có người nào đầu tư mà không muốn được tiền lời hàng tháng hoặc là tiền lời hàng năm? Có người nào mà không muốn các cái khoản tiền lời như vậy? Cho nên là bạn cứ nói á, là mình còn trẻ, mình chưa có cần phải nhận tiền lời hàng tháng hàng quý và mình có cái công việc full time của mình và công việc đó trả lương tốt, cho nên là mình chưa cần nhận tiền lời hàng tháng hàng quý, là cái chuyện nghe rất là vô lý, bởi vì đâu có người nào đầu tư là không muốn nhận tiền lời hàng tháng hàng quý. Mà bạn cứ muốn mình đầu tư vào các cái quỹ tăng trưởng, các cái quỹ này nó đâu có trả cổ tức hàng tháng hàng quý đâu. Cho nên là mình nghĩ khi mà các bạn nói như vậy thì có vẻ như là các bạn chưa hiểu lắm về những cái câu chuyện đầu tư này. Cho nên hôm nay mình quyết định làm cái video này để mình giải thích cho nó rõ hơn và cho nó kỹ hơn để cho các bạn thấy những cái bất lợi lúc mà các bạn đầu tư vào các cái quỹ mà cho cổ tức này và các cái quỹ trái phiếu lúc bạn vẫn còn khá là trẻ, bạn vẫn còn 10, 15, 20 năm nữa để đầu tư. Đến một lúc nào đó thì tất cả cộng đồng của mình đều phải đầu tư vào các cái quỹ trái phiếu và các cái quỹ cổ phiếu mà trả cổ tức cao như là cái quỹ mà bạn đang đầu tư. Thì trong cái bài phân tích ngày hôm nay á, mình sẽ lựa chọn cái quỹ SCHD là cái quỹ của Schwab Dividend. Mình sẽ và đây là một cái quỹ mà có vẻ như là rất là quen thuộc với cộng đồng của mình. Rất là nhiều bạn nói là họ rất là thích cái quỹ này. SCHD là một cái quỹ của Schwab mà trả cổ tức hàng quý khá cao, cho nên các bạn rất là khoái. Thì mình sẽ dùng cái quỹ đó để mình phân tích và mình so sánh cái quỹ đó với là cái quỹ VOO, là một cái quỹ rất là cơ bản cho cái chiến lược đầu tư an toàn và dài hạn. Và cái chiến lược đầu tư an toàn và dài hạn với cái quỹ VOO á, là cái chiến lược tăng trưởng, và cái chiến lược tăng trưởng thì cho bạn cái mức lợi nhuận cao hơn.
cao hơn rất là nhiều so với những cái quỹ cho cổ tức mà có vẻ như là các bạn không biết vì một cái lý do gì đó mà vẫn không thấy rõ, không thấy được cái sự khác nhau giữa hai cái chiến lược này. Cho nên là mình cố gắng làm cái video này và mình sẽ cố gắng phân tích rất là nhiều các cái data khác nhau để các bạn có thể thấy á, là nếu mà các bạn vẫn còn trẻ, nếu mà các bạn vẫn còn 10 năm, 15 năm, 20 năm nữa để đầu tư thì cái chiến lược mà đầu tư để ăn cổ tức này á, là một cái chiến lược nó sẽ không cho bạn lợi nhuận cao bằng cái chiến lược tăng trưởng. Chứ không phải á, là mình không muốn các bạn nhận cổ tức, là tất nhiên ai đầu tư thì cũng muốn nhận tiền lời cả, cũng muốn nhận cổ tức cả. Nhưng mà khi các bạn nhận cổ tức và nhận tiền lời hàng tháng như vậy á, thì nó là gián tiếp làm cho bạn có cái mức lãi suất hàng năm và lãi suất nhiều năm thấp hơn rất là nhiều so với là cái chiến lược đầu tư vào các cái quỹ tăng trưởng như là VOO, như là đại diện cho S&P 500. Thì hôm nay mình sẽ cố gắng giải thích cái chuyện này kỹ nhất có thể được và mình hy vọng sau khi các bạn xem cái bài phân tích này á thì các bạn sẽ thấy rõ ràng hơn là không phải là mình không nghĩ là đầu tư vào các cái quỹ và các cái cổ phiếu trả cổ tức là không tốt, nhưng mà mình nghĩ nếu các bạn còn cái thời gian dài mà các bạn đầu tư vào các cái quỹ cho ăn cổ tức thì các bạn vô hình dung đã hạn chế cái mức lãi suất các bạn có thể nhận được, bởi vì các cái quỹ cho cổ tức này á nó sẽ không tăng trưởng tốt bằng những cái quỹ tăng trưởng như là VOO, VGT. Và bạn đầu tư vào VOO và VGT á, bạn sẽ có tiền lời cao hơn là bạn đầu tư vào các cái quỹ cổ tức này. Chứ không phải là mình không nghĩ á, là cái chuyện các bạn ăn cổ tức là cái chuyện không tốt, là tất nhiên là nó tốt, nhưng mà các bạn ăn ngắn hạn như vậy thì bạn lại mất đi cái lời dài hạn mà bạn chưa thấy được. Thì hy vọng cái video này sẽ chỉ cho bạn thấy là vì sao cái bạn sẽ mất đi cái khoản lợi nhuận tốt hơn dài hạn mà bạn chưa chưa có thấy rõ được. Alright, thì trong cái bài phân tích này á, mình sẽ bắt đầu với một cái câu chuyện, với một cái bài mà mình đọc, một cái bài báo trước, và từ đó thì mình mới đưa đến những cái từ đó mình sẽ mở rộng ra để mình phân tích cái này kỹ hơn và chuyên sâu hơn. Thì ở đây người ta có một cái bài báo và người ta nói là Millennial và Gen Z là quá trẻ, không nên đầu tư vào trái phiếu. Và đây là một cái bài báo mà người ta nói rất là rõ ràng, chỉ người ta không có đặt một cái câu hỏi hay là gì cả. Mặc dù cái câu này nó bắt đầu với chữ why, nhưng mà chữ why này chỉ có ý nghĩa là trong cái bài này người ta sẽ giải thích vì sao là Millennial và Gen Z thì quá trẻ không nên đầu tư vào các cái trái phiếu. Thì Millennial và Gen Z là ai cái đã trước đó, trước đây thì phải định nghĩa Millennial là ai, là những người mà sinh từ năm 1981 cho đến 1996, trong 15 năm này thì những người này được gọi là Gen Z, Millennial. Còn những người Gen Z á, là những người được sinh từ 1997 cho đến 2010. Thì như vậy các bạn thấy những người nào mà sinh sau 1980 thì đều được gọi là không cần phải đầu tư vào trái phiếu vào bất cứ hình thức nào, bởi vì các cái trái phiếu và các cái cổ phiếu cho ăn cổ tức á thì là nó sẽ không cho bạn lợi nhuận tốt. Chứ không phải là mình không thích cái yếu tố là bạn nhận tiền lời, bạn nhận tiền lời hàng tháng và hàng quý là tốt, nhưng mà bạn ăn cái tiền lời hàng tháng hàng quý đó bây giờ thì bạn lại mất đi cái lãi suất cao lâu dài mà lẽ ra bạn nên nhận được. Thì cái đó mới là cái yếu tố quan trọng, chứ không phải là cái chuyện á, là mình không thích, mình không nghĩ là bởi vì bạn có công việc hiện giờ bạn không nên đầu tư, bạn có thu nhập, bạn có công việc, thu nhập từ công việc ổn định cho nên bạn không cần đầu tư để có tiền lời mỗi tháng. Cái đó cũng đúng, nhưng mà nó không phải là cái yếu tố quan trọng ở đây. Thì mình sẽ giải thích từng cái một, trong bài này mình sẽ cố gắng giải thích trong ba kỳ khía cạnh. Thì trước tiên á, là hãy xem cái bài phân tích này. Thật ra không phải là không có lý do mà bạn nghĩ như vậy, bởi vì một trong những cái chiến lược đầu tư mà truyền thống nhất, cổ điển nhất, lâu đời nhất ở Mỹ, người ta gọi nó là gospel luôn á, tức là những cái gì mà nó rất là lâu đời và nó truyền thống nhất, thì người ta thường khuyên rằng á, là một nhà đầu tư nên bỏ 60% tiền đầu tư của họ vào cổ phiếu tăng trưởng và 40% tiền đầu tư của họ vào các cái trái phiếu. Khi mà họ nói trái phiếu là họ chỉ đề cập đến những cái khoản đầu tư mà nó
ít biến động và nó cho lợi nhuận cổ tức hàng tháng, thì cũng giống như là các cái cổ phiếu cho cổ tức thì nó cũng thuộc trong cái nhóm này, tức là các cái cổ phiếu mà nó ít biến động và nó trả cổ tức cao hàng hàng tháng hoặc là hàng quý cho bạn. Và khi bạn đầu tư theo cái chiến dịch như cái chiến lược như vậy á, thì nó sẽ cho bạn những cái lợi ích về mặt diversification, tức là bạn sáng sẻ các cái khoản đầu tư của bạn ra thành các cái loại hình tài sản khác nhau, và như vậy thì nó sẽ bảo vệ bạn tốt hơn, kỳ rủi ro nó sẽ thấp hơn. Và bởi vì nữa là những cái cổ phiếu mà cho ăn cổ tức với là những cái cổ phiếu tăng trưởng, hoặc là những cái trái phiếu và những cái cổ phiếu tăng trưởng, là thường nó đi theo hai cái hướng ngược nhau. Nếu mà cổ phiếu cho ăn cổ tức nó tăng thì cái cổ phiếu tăng trưởng có nhiều khi là nó hay giảm, trái phiếu nó tăng thì cổ phiếu tăng trưởng nó sẽ giảm, cho nên là thường là nó đi theo hướng ngược nhau như vậy. Cho nên nếu bạn chia ra một nơi một ít thì nó sẽ giảm thiểu cho nhau lúc mà thị trường nó không có được tốt lắm. Nhưng mà thật ra ngay cả cái lời khuyên cổ điển đó thì bây giờ có vẻ như là gần đây là cái lời khuyên này nó cũng còn không đúng nữa. Và thật ra mình á, là mình là người tin là cái lời khuyên này nó không đúng nữa, đặc biệt lúc bạn vẫn còn trẻ, lúc bạn vẫn còn 15 20 năm nữa để đầu tư, thì mình không nghĩ là nên đầu tư vào cổ phiếu cho cổ tức và nên đầu tư vào trái phiếu nếu mà bạn vẫn còn 15 20 năm nữa để bạn đầu tư. Bởi vì á, là nếu mà bạn đầu tư vào các cái cổ phiếu cho cổ tức hoặc là các cái trái phiếu mà bạn vẫn còn 15 đến 20 năm á, thì là cái lãi suất mà bạn tích lũy được, bạn compound được mỗi năm nó sẽ thấp hơn rất là nhiều so với cái chiến lược là bạn chỉ đầu tư tăng trưởng mà thôi. Và cái yếu tố mà bạn còn dài năm, bạn còn 10 năm cho đến 20 năm thì nó rất là quan trọng trong cái sự trong cái lời giải thích vì sao là cái lúc này là lúc bạn không nên đầu tư vào cả cái trái phiếu, bởi vì nó sẽ làm cho cái tiền lời hàng năm của bạn nó thấp đi. Và cái đó là cái yếu tố rất là quan trọng. Và trong này thì ông này ông giải thích đó là những cái người trẻ, tức là những cái người mà khoảng 40, 45 tuổi gì đó vẫn còn đến 25 năm, 30 năm nữa để đầu tư thì không cần phải đầu tư vào trái phiếu cũng như là cả cái cổ phiếu cho ăn cổ tức, trừ phi mà họ rất là cảm thấy rất là không còn thoải mái khi mà họ chỉ đầu tư vào cổ phiếu. Trái phiếu và những cái cổ phiếu cổ tức á, thì thường là để giảm cái sự biến động của một cái danh mục đầu tư của bạn. Nhưng mà nếu bạn còn trẻ, bạn còn 20 năm nữa để đầu tư, thì cái việc cái danh mục đầu tư của bạn biến động nó không có nghĩa lý gì cả. Bởi vì nó biến động ngày hôm nay nó có trị giá 300 ngàn, ngày mai nó giảm xuống còn 100 ngàn. Cũng đâu có quan tâm gì đâu, bởi vì bạn đâu có bán đâu mà bạn sợ. Cái giảm đó là giảm trên giấy thôi. Và nếu như mà nó giảm sâu như vậy thì nó cũng tăng lên rất là nhanh. Nó tăng cao lên để nó bù lại. Cho nên nếu mà các bạn vẫn cứ đầu tư vào các cái quỹ tăng trưởng như là S&P 500, VLO hoặc là VGT, thì cuối cùng á, bạn có một cái khoảng thời gian dài 15-20 năm thì là nó sẽ tăng ngược. Cho dù mà nó có biến động đến đâu đi nữa thì nó cũng sẽ tăng. Cái yếu tố là cái yếu tố đó quan trọng nhất. Cho nên nếu mà bạn còn trẻ thì bạn không cần phải lo sợ cái yếu tố biến động của một cái danh mục đầu tư. Người ta chỉ bắt đầu lo sợ đến cái sự biến động của một danh mục đầu tư. Ví dụ như bạn có một cái tài khoản đầu tư trong đó bạn có rất là nhiều cổ phiếu và trái phiếu khác nhau, và bạn còn 5 năm nữa để về hưu, và nếu mà như cái tài khoản của bạn á, nó toàn cổ phiếu cả, thì cái đó bạn nên cẩn thận, bởi vì đến những lúc mà nó biến động dữ quá, thì ví dụ giống như là ngày hôm nay tài khoản của bạn đang nằm ở cái mức á, là 500 ngàn, một năm sau nó biến động và cả cái quỹ này nó giảm đến 50%, thì bây giờ bạn còn có 250 ngàn. Mà nếu cái năm đó là cái năm mà bạn đang có ý định nghỉ hưu và bạn đang có ý định bán bởi các cái cổ phiếu này để lấy tiền tiêu hàng năm, thì bạn ở trong một cái vị thế rất là nguy hiểm, bởi vì lúc đó là cái khoản giảm từ 500 ngàn xuống còn 250 ngàn không còn là cái khoản giảm trên giấy tờ nữa, mà lúc đó bạn bắt buộc phải bán một vài cổ phiếu để rút tiền ra để chi tiêu. Mà cái lúc bạn bán một vài cổ phiếu như vậy mà giá cổ phiếu đang thấp thì bạn đang ở trong cái tình huống rất là bất lợi. Cho nên đó là cái yếu tố dài, cái yếu tố mà bạn vẫn còn trẻ là bạn còn đến 15-20 năm nữa, nó rất là quan trọng ở đây. Nếu mà bạn đã gần đến tuổi nghỉ hưu rồi, bạn còn 3 cho đến 5 năm tuổi nghỉ nữa là bạn nghỉ hưu, thì cái yếu tố này nó trở nên rất là quan trọng. Bởi vì bạn cần có các cái cổ phiếu cho cổ tức cao, cái cổ phiếu bền vững như là Coca-Cola, như là American Express, như là Wells
JP Morgan Chase, những cái cổ phiếu mà nó có rất là có tiếng và nó rất là ổn định và nó trả cổ tức cao, thì cả cái cổ phiếu đó bạn cần phải có một ít trong cái danh mục đầu tư của bạn lúc bạn đã gần đến tuổi nghỉ hưu rồi. Bởi vì nếu mà thị trường nó có rất là biến động và nó có rất là xui xẻo thì các cái cổ phiếu đó thường nó không có giảm nhiều. Tương tự như vậy, lúc đó bạn cũng phải cần có một ít trái phiếu, bởi vì nếu mà thị trường biến động thì trái phiếu nó sẽ không có sụt giảm nhiều. Cho nên đó là cái yếu tố nó rất là quan trọng. Còn nếu mà bạn vẫn còn 15 năm, 20 năm thì bạn không nên sợ cái yếu tố biến động ở trên thị trường và cũng không nên đầu tư vào trái phiếu và cũng không nên đầu tư vào cả cái cổ phiếu mà cho cổ tức cao. Bởi vì trái phiếu và cổ phiếu cho cổ tức cao nó sẽ giảm cái lợi nhuận của cái danh mục đầu tư của bạn và nó sẽ giảm cái mức tăng trưởng của cái danh mục đầu của cái tài khoản đầu tư của bạn, chứ không phải là bởi vì mình không muốn á là bạn có một cái công việc thu nhập ổn định, bạn có tiền tiêu cho gia đình bạn hàng tháng, hàng quý, hàng năm rồi, bạn không cần phải lặt cổ tức. Không ai nói không cần tiền cả. Nếu mà bây giờ mà một tháng mà ai đó cứ gửi cho mình tháng 1.000 đô, mình chắp tay mình nhận liền, chứ mình đâu có vấn đề gì đâu mà không nhận. Cho nên là không ai có vấn đề gì khi mà được nhận cổ tức hàng tháng hàng quý cả, cho dù cái thu nhập của bạn nó có tốt đi bao nhiêu nữa. Nhưng mà nếu cái việc nhận cổ tức hàng tháng hàng quý đó nó ảnh hưởng đến cái sự tăng trưởng của cái tài khoản hưu trí của bạn thì nó rất là đáng tiếc. Và chút xíu nữa mình sẽ cho bạn thấy vì sao những cái quỹ cho cổ tức nó sẽ có cái mức tăng trưởng thấp hơn rất là nhiều so với các cái quỹ tăng trưởng mà mình thường hay hướng dẫn cộng đồng của mình, đó là các cái quỹ VOO và VGT. Cho nên là đấy, bạn thấy cái đấy, kỳ đấy người ta nói rất là rõ ràng, và đây là cái data mà người ta giải thích cho bạn. Nếu mà bạn xem trong 30 năm vừa qua là một cái khoảng thời gian khá là dài, 1993 cho đến 2023, thì cái S&P 500 này á, nó tăng trưởng trung bình mỗi năm là 7,8%. Và bạn nhớ là cái quỹ S&P 500 VOO á, nó vẫn cho cổ tức hàng quý chứ không phải là không, nhưng mà cái mức cổ tức của nó rất là thấp chứ không có cao như là những cái quỹ mà chỉ tập trung cho cổ tức. Bởi vì những cái quỹ đó thì nó mục đích lớn của nó là để cho bạn cổ tức hàng tháng hàng quý để bạn tiêu. Còn cái quỹ VOO và cái S&P 500 mục đích lớn của nó là để cho nó tăng trưởng cao. Cho nên là nếu mà trong 30 năm vừa qua thì VOO nó tăng trưởng khoảng 7,8% mỗi năm, S&P 500 nó tăng trưởng khoảng 7,8% mỗi năm. Nếu như mà bạn kết hợp thêm dividend và bạn reinvest cái dividend này, chỉ bạn không còn lấy tiền lời ra, tức là khi nó chia cổ tức cho bạn, bạn vẫn có thể lựa chọn để lấy tiền lời ra và dùng vào một cái việc khác. Hoặc là bạn cũng có thể lựa chọn tái đầu tư cái tiền dividend này vào vào cái quỹ VOO này lại. Thì nếu như mà bạn chọn cái cách tái đầu tư á, thì khi bạn đầu tư vào VOO này trong 30 năm qua thì mỗi năm nó sẽ cho bạn lợi nhuận là đến 9,9%. Nó cao hơn bên này á, là 2,1%. Bạn thấy cũng khủng khiếp không? Tức là nếu như mà bạn không lấy cái tiền dividend này mà bạn để cái tiền dividend này bạn tái đầu tư vào cái quỹ này luôn, thì trong 30 năm mà mỗi năm nó cho bạn hơn 2,1% lợi nhuận mỗi năm là rất là cao chứ không phải thấp chút nào cả. Thay vì 7,8% thì nó sẽ cho bạn đến 9,9%. Và nếu mà bạn đang đầu tư an toàn và dài hạn vào thị trường chứng khoán Mỹ thì bạn phải đảm bảo bạn khi mà bạn mua cả cái cổ phiếu VOO, VGT và SMS thì bạn phải đảm bảo làm sao để cho cả cái tiền đầu tư của bạn khi mà cả cái quỹ này người ta trả cổ tức cho bạn thì cả cái cổ tức đó nó phải được tái đầu tư vào cả cái quỹ này luôn, chứ không phải để tiền nằm ở đó mà không làm gì cả. Và cái đó thì bạn phải set up ở trên cái tài khoản đầu tư của các bạn. Cho nên là nếu mà bạn chưa biết làm á, thì đây mình có một cái bài học mình chỉ cho các bạn làm cái cách này là như thế nào. Thì khi mà các bạn vào trong cái playlist của mình á, và các bạn click vào trong cái playlist và click vào trong cái khóa học đầu tư chứng khoán Mỹ an toàn cho những người mới bắt đầu, các bạn view các cái khóa học, các cái bài học này, thì trong cái khóa học này á, mình đã làm khá nhiều bài rồi. Mình đã làm khá nhiều bài trong cái khóa học này rồi. Và ở đấy á, thì bạn sẽ thấy được có một cái bài học làm sao để đảm bảo là bạn phải set up cái tài khoản đầu tư của bạn như thế nào để nó tái đầu tư các cái tiền dividend này vào các cái nó tái đầu tư cả cái tiền dividend này
cho bạn. Cho nên ở đây để mình tìm cái bài học này đã nha. Đây, thì bài học số 9 là bài học làm sao để đảm bảo cổ tức tiếp tục tái đầu tư vào cả cái ETF hoặc ngay bạn đầu tư vào cả cái cổ phiếu lạ, mà ví dụ Coca-Cola hoặc là bạn mua Apple hoặc là bạn mua Microsoft, cả cái cổ phiếu tăng trưởng đó nó cũng đều trả cổ tức cả, chỉ điều là nó không trả cổ tức cao bằng Coca-Cola hoặc là bằng American Express và những cái cổ phiếu mà nó trả rất là nhiều cổ tức mà thôi. Nó cũng trả cổ tức. Thì khi mà bạn set up cái tài khoản đầu tư của bạn á, bạn phải set up đó theo một cái cách đúng đắn để nó chắc chắn á, là khi mà các cái quỹ đầu tư nó, hoặc là các cái cổ phiếu nó trả cổ tức, thì cái tiền cổ tức đó được tái đầu tư vào các cái quỹ an toàn cũng như là các cái cổ phiếu mà bạn đã mua. Thì mình làm một cái bài học số 9 này để mình giúp các bạn trong cái nhóm hội viên Kim Cương mà đang theo học cái khóa học đầu tư chứng khoán Mỹ an toàn cho những người mới bắt đầu này, biết cái cách để mà set up cái account của mình theo một cách hợp lý để các cái tiền cổ tức đó được tái đầu tư vào trong các cái tài khoản của bạn. Cho nên nếu mà bạn chưa biết làm thì bạn học cái bài học này, tham dự vào cái chương trình hội viên kim cương của mình, đóng 20 đồng mỗi tháng, một cái chi phí rất là thấp. Mình chắc chắn với các bạn những cái lợi ích mà có bạn bạn có được từ những cái khóa học và từ những cái bài phân tích chuyên sâu của mình hàng ngày cho các bạn hội viên kim cương nó sẽ nhiều hơn cái đó rất là nhiều. Thì bạn sẽ học cái khóa học này để bạn set up cho nó đúng. Và như vậy các bạn thấy, nếu mà các bạn đầu tư vào cái chỉ số S&P 500 qua cái quỹ VOO, thì trong 10, 30 năm qua, một năm nó cho bạn đến 9,9% lợi nhuận. Tương tự như vậy, nếu bạn đầu tư trong 30 năm vừa rồi, bạn đầu tư vào một cái quỹ index mà nó cho bạn tất cả các cái trái phiếu, và các cái trái phiếu này, tất cả các cái trái phiếu ở Mỹ nó gọi là US Aggregate Bond. Và các cái trái phiếu này á, thì trong 30 năm qua nó chỉ cho bạn một cái mức lãi suất là một mức lợi nhuận là 3,3% mỗi năm mà thôi. Thì các bạn thấy trái phiếu và các cái cổ phiếu cho cổ tức nó cũng cho lợi nhuận thấp hơn rất là nhiều so với các cái quỹ tăng trưởng như là VOO và VGT. Thì ở đây là trái phiếu, bạn thấy là VOO thì nó cho 9,9% lợi nhuận mỗi năm trong 30 năm vừa rồi. Trái phiếu, tất cả trái phiếu của Mỹ thì cho bạn 3,3% lợi nhuận mỗi năm trong 30 năm vừa rồi. Bạn thấy là nó chính xác là nó chỉ bằng 1 phần 3 mà thôi. Thì như vậy có nhiều bạn sẽ hỏi là nhưng mà đối với các cái quỹ trái, cái quỹ mà cho cái quỹ cổ phiếu mà cho ăn cổ tức cao á, ví dụ giống như cái quỹ SCHD này là một cái quỹ rất là nổi tiếng của Schwab, và đây là một trong những cái quỹ mà cho cổ tức rất là tốt ở trên thị trường hiện giờ. Thì các bạn thấy cái quỹ này á, từ đầu năm đến giờ thì nó tăng 8%. Trong khi cái quỹ VOO á, từ đầu năm đến giờ thì nó tăng cho bạn là 17,56%. Như vậy là các bạn thấy cái quỹ VOO là cái quỹ tăng trưởng, nó tăng gấp đôi so với là cái quỹ mà cho bạn cổ tức này. Cho nên nếu mà bạn đầu tư vào cái quỹ này, hàng tháng bạn được nhận tiền cổ tức, nhưng mà cái tổng tiền lời của bạn á, nó chỉ được 8% thôi. Trong khi bạn đầu tư vào VOO á, hàng tháng có khi là tiền cổ tức của nó thấp hơn, nhưng mà cái giá cổ phiếu tăng lên thì nó lại cao hơn rất là nhiều. Cho nên tổng return, tổng lợi nhuận nó sẽ cho bạn đến 17,56% lợi nhuận. Thì bạn thấy nó cao hơn rất là nhiều. Cho nên là đây là cái tổn thất lúc mà bạn đầu tư vào cổ tức, mà đầu tư vào các cái cổ phiếu hoặc là trái phiếu ăn cổ tức, bởi vì bạn nghĩ là người ta cho bạn các kỳ cổ tức hàng tháng hàng quý đó, và bạn nghĩ là bạn nói là không, bạn chỉ muốn có tiền cổ tức hàng tháng hàng quý. Nếu như mà bạn mua VOO thì bạn vẫn có thể bán cổ phiếu VOO hàng tháng hàng quý để lấy tiền lời, chứ đâu có vấn đề gì đâu. Nếu mà bạn muốn lấy tiền lời thì bạn vẫn có thể mua VOO và bán cái tiền cổ một quỹ một tháng, bạn 0,1% cổ phiếu, 0,2% cổ phiếu và rút tiền lời ra, thì cái mức tiền lời ở đây nó cao hơn rất là nhiều so với là cái mức tiền lời của các cái quỹ mà cho các bạn ăn cổ tức. Thì bây giờ là từ đầu năm đến giờ, nếu mà mình xem là trong vòng một 12 tháng qua thì cái SCHD này nó cho bạn lợi nhuận là 16,35%. VOO á, thì từ một năm vừa qua, một ba 20 12 tháng vừa qua, nó cho bạn lợi nhuận đến 30,14% lợi phần trăm mỗi năm. Đấy, chỉ có 16 là VOO nó gần gấp đôi. Và cái lợi nhuận của cái quỹ cho cổ tức này, SCHD này á,
Thì cái return này nó tính với hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất là các cái tiền cổ tức mà nó trả cho bạn, và yếu tố thứ hai là cái sự tăng giá của cái cổ phiếu này trong trong 12 tháng qua. Cho nên là nó tập hợp cả hai yếu tố đó thì nó mới cho bạn cái lợi nhuận là khoảng 16,35%, trong khi cái quỹ VOO á, thì nó cho bạn nó cũng có cổ tức và cũng có cái tăng trưởng, nhưng mà cái tăng trưởng của nó là quan trọng hơn, cho nên nó cho bạn lợi nhuận gấp đôi so với là cái lợi nhuận của cái quỹ cho cổ tức cao này, các bạn thấy không? Và khi các bạn nhìn 3 năm thì nó như vậy, 3 năm cái quỹ này nó cho bạn 6,2, trong khi VOO nó cho bạn 10 thì nó cũng gần như là gấp đôi. Và các bạn nhớ bán vì sao mà đây 1 năm cho đến 30% mà đây 3 năm cho đến chỉ 10% thôi, là bởi vì trong 3 năm thì nó có luôn cái năm 2022, một năm tồi tệ nhất ở trên thị trường chứng khoán Mỹ, cho nên năm đó thì thị trường chứng khoán giảm, đúng không? Thì bây giờ nếu mà các bạn thấy một trong những cái lợi thế lúc mà các bạn đầu tư vào các cái quỹ mà cho cổ tức cao hoặc là các cái quỹ trái phiếu là cái tính của ổn định của nó rất là lớn. Cái tính ổn định của nó rất là lớn. Làm sao mình biết được cái tính ổn định nó lớn? Tức là những lúc mà thị trường nó giảm mạnh á, thì các cái quỹ này nó không có giảm như là thị trường. Thì ở đây mình sẽ vào được, mình xem được cả cái historical data của nó. À, mình sẽ xem được cả cái performance của nó. Thì ví dụ ở đây các bạn thấy performance này, cái VOO trước để mình cho các bạn thấy á, là trong trong năm 2022 á, lúc mà thị trường nó rất là tồi tệ thì VOO nó giảm bao nhiêu? Lúc mà thị trường giảm năm 2022 thì VOO nó giảm là 18,19%. Trong một năm mà thị trường giảm 18-20% như vậy thì cái quỹ cho cổ tức SCHD này nó chỉ giảm có 3% mà thôi. Cho nên bạn thấy nếu mà các bạn đầu tư vào cái này là những năm mà thị trường nó rớt xấu á, thì các cái quỹ trái phiếu và các cái quỹ cho cổ tức này nó không có giảm bao nhiêu cả, nó giảm rất là thấp. Cho nên cái sự ổn định của nó cao hơn rất là nhiều. Mà bạn còn trẻ thì bạn đâu có sợ là phải bạn lúc mà nó đang giảm như vậy đâu. Đúng không? Ví dụ giống như là bạn lớn tuổi rồi, bạn 64, 65 tuổi, lúc mà năm 2022 thì bạn sợ, bởi vì năm đó thị trường nó giảm 18%, mật tài khoản của bạn rất là nhiều VOO, bạn muốn rút tiền ra bạn phải bán VOO, thì bạn bắt buộc phải bán VOO vào năm đó, thì nó là thảm họa, bởi vì cái năm đó là cái năm mà VOO nó giảm đến 18%. Trong khi nếu như mà vào lúc đó, lúc bạn 64, 65 tuổi, trong tài khoản của bạn có SCHD, và năm 2022 là năm bạn phải rút tiền, thì năm này SCHD này nó chỉ giảm 3% thôi, thì bạn có thể chọn bạn SCHD này và không phải tốn nhiều, không phải mất giá nhiều tiền, bởi vì nó giảm có 3% thì cũng không đáng kể. Bạn thấy được cái yếu tố đó không? Cho nên nếu mà bạn còn trẻ thì bạn sẽ không bao giờ bán lúc mà thị trường giảm cả, mà bạn không cần phải bán lúc thị trường giảm thì bạn không sợ cái sự biến động của thị trường, bởi vì nó có biến động nó giảm thì bạn đâu bán đâu, bạn cũng đâu bán lúc nó giảm đó, cho nên bạn đâu phải sợ, đúng không? Cho nên là bạn còn trẻ thì bạn không lo cái chuyện đó. Thì trong này này, người ta có nói đến một cái quỹ bond, thì bây giờ mình cũng sẽ phân tích cho các bạn thấy cái quỹ bond này á, thì là nó trong năm 2022 nó ổn định như thế nào, đúng không? Thì bây giờ mình sẽ tìm một cái ETF cho cái quỹ mà mình sẽ tìm cái quỹ ETF cho cái bond này. Thì ví dụ bạn đã thấy ở đây, bạn thấy là nó có một cái iShares Core US Core US Bond ETF, thì cái ETF này của iShares thì nó track là cái bond của cái US Aggregate Bond Index này của Bloomberg, đúng không? Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn thấy trong cái năm 2022 thì cái quỹ bond này nó biến động như thế nào. Thì ở đây các bạn sẽ thấy là trong năm 2022 cái quỹ bond này có nhiều khi nó lại không giảm mà nó lại tốt hơn. Thì ở đây khi mà mình click vào đây thì các bạn thấy trong năm 2022 á, thì cái quỹ mà cả US bond này thì nó cũng bị biến động, nó cũng giảm tới 13,02%. Nó giảm ít hơn là VOO nhưng mà nó vẫn giảm nhiều, nó vẫn giảm chứ không phải là nó không giảm. Cái quỹ mà các cái công ty cho cổ tức, cái quỹ cổ phiếu của các công ty cho cổ tức tốt là cái quỹ SCHD này á, thì nó tốt hơn là bởi vì năm nay thì nó chỉ giảm có 3,23% mà thôi, bởi vì
bao gồm các cái cổ phiếu của các cái công ty mà nó có tính ổn định cao hơn rất là nhiều. Và khi mà các cái công ty nó có tính ổn định cao hơn như vậy thì là những năm mà thị trường sụt giảm nó không có sụt giảm nhiều. Cộng thêm đó là nó vẫn tiếp tục trả cổ tức, thì với cái cổ tức nó trả thì cũng giúp cho cái tổng return của nó không có bị ảnh hưởng lớn. Thì bạn thấy đó là cái yếu tố quan trọng. Những cái năm mà nó không tốt thì là các cái quỹ cho cổ tức và các cái quỹ trái phiếu nó sẽ tốt hơn rất là nhiều so với những cái quỹ tăng trưởng như là VOO, VGT. Nhưng mà nếu bạn còn rất là trẻ thì bạn không sợ là những cái năm mà bạn không sợ là bạn phải bán lúc mà thị trường nó không tốt. Bạn có thể đợi qua những cái năm đó bởi vì bạn còn đến 15-20 năm nữa. Bạn chỉ sợ lúc mà bạn đã đến tuổi 60 rồi. Thì lúc đó là lúc bạn mới sợ là nếu mà bạn đến tuổi 60, 62, 63 rồi, nếu còn 2 năm nữa bạn về hưu, mà trong cái danh mục đầu tư của bạn không có cái quỹ nào cho cổ tức tốt cả, không có cái quỹ nào cái cho trái phiếu để nó trả cổ tức tốt cả, mà toàn cả cái quỹ tăng trưởng VOO và VGT, thì cái đó là cái chuyện không đúng. Bởi vì lúc đó bạn phải cần mở rộng cái danh mục đầu tư của bạn cho các cái quỹ mà trả cổ tức tốt và cho các cái quỹ trái phiếu, để phòng ngừa những cái năm bạn cần rút tiền mà thị trường không tốt thì bạn có những cái quỹ đó, nó không có giảm nhiều, nó không có biến động nhiều. Thì cái đó là những cái sự lựa chọn an toàn của bạn. Thì đến một lúc nào đó, lúc mà bạn 60 tuổi trở lên, thì mình nghĩ lúc đó là bạn phải diversify, bạn phải mở rộng cái danh mục đầu tư của mình, cho thêm các cái quỹ cho ăn cổ tức và các cái quỹ trái phiếu. Còn lúc bạn còn trẻ, bạn còn 10 năm, 15 năm, 20 năm nữa thì bạn chưa cần phải đầu tư vào các cái quỹ trái phiếu này cũng như là các cái quỹ cho ăn cổ tức, bởi vì bạn lấy tiền cổ tức hiện giờ thì nó sẽ làm cho bạn ảnh hưởng tiêu cực đến cái khoản lợi nhuận hàng năm trong cái chiến lược lâu dài của bạn, cho nên là không nên. Thì hy vọng bạn thấy được cái chuyện này rõ ràng hơn rồi. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ với các bạn những cái thông số mà mình cảm thấy là rất là thú vị. Thì bây giờ khi mà bạn vậy á, thì cái lý do vì sao là mình muốn đầu tư vào các quỹ cho cổ tức và mình muốn đầu tư vào các cái quỹ trái phiếu, bởi vì các cái quỹ trái phiếu thì nó cũng cho cổ tức, nó cũng cho mình cổ tức tốt. Thì chỉ có hai lý do. Chỉ có hai lý do. Hai cái lý do mà mình phải đầu tư vào các quỹ cổ tức và các quỹ trái phiếu là nó giảm đi cái sự biến động của danh mục đầu tư của bạn và nó giúp bạn có được một cái income cố định hàng tháng, bởi vì các cái quỹ này là nó trả cổ tức mà, cho nên tháng nào nó cũng trả cho bạn cổ tức, và các cái quỹ này thì nó rất là ổn định cho nên giá của nó cũng không thay đổi nhiều. Cho nên là nó giúp cho cái danh mục đầu tư của bạn có tính ổn định cao hơn và nó cho bạn nhận những cái khoản tiền thu nhập ổn định, thu nhập hàng tháng ổn định. Tuy nhiên á, những cái người còn trẻ là những người còn hơn 10 năm để tiếp tục đầu tư và cho ăn và lấy được cái mức tăng trưởng cao. Thì những người đó họ sẽ không cần là phải có cái sự ổn định và cũng chẳng cần có được cái nguồn thu nhập hàng tháng nè. Bởi vì á, là bạn đang có cái công việc hiện tại của bạn và bạn đã quyết định đầu tư, thì bạn muốn cái khoản tiền đầu tư của bạn nó tăng trưởng nhiều nhất, nó tăng trưởng cao nhất có thể được. Chứ bạn đâu còn muốn đầu tư để lấy tiền lời hàng tháng để thêm vào cái tiền tiêu của bạn đâu. Bạn thu nhập của bạn 10 đồng, bạn tiêu còn 2 đồng mà bạn còn tiết kiệm 8 đồng. Trong đó bạn đem 7 đồng bạn đi đầu tư. Thì 7 đồng đó cái mục đích lớn nhất của bạn là cho nó đẻ ra được nhiều tiền nhất, càng nhiều càng tốt, và tiếp tục đẻ ra được nhiều tiền năm nay có tháng nọ cho bạn, cho đến lúc bạn đến tuổi nghỉ hưu thì bạn mới cần. Chứ mà cái 7 đồng đó nó đẻ ra cho bạn thêm được đồng tiền lời thì bạn đem đồng tiền lời đó về á, bạn cũng đâu làm gì, bởi vì là bạn thu nhập bạn 10 đồng, bạn tiêu 2 đồng cho cả gia đình bạn rồi. Bây giờ bạn đem 7 đồng đầu tư, bạn vẫn còn 1 đồng dự trữ, mà bây giờ nó trả cho bạn thêm 1 đồng tiền lời nữa, bạn lấy cái đồng tiền lời đó ra, thì cái 7 đồng đó năm sau nó cũng 7 đồng, 10 năm sau nó cũng 7 đồng. Trong khi bạn đầu tư mà để đẻ ra được nhiều tiền nhất thì 7 đồng đó năm sau nó trở thành á, là 9 đồng, năm sau nó là trở thành 13 đồng, năm sau nó sẽ trở thành 18 đồng. Thì như vậy cái tiền đầu tư của bạn nó sẽ liên tục tích lũy và liên tục
đã ra và tăng trưởng ra được rất là nhiều, thì đến lúc bạn đến tuổi nghỉ hưu bạn mới cần cái số tiền đó, đúng không? Cho nên những cái lúc hiện giờ bạn đang có công việc ổn định, bạn đã có thu nhập, thì bạn không nên quan tâm đến cái chuyện là cho cổ tức cả từ các cái quỹ, các cái cổ phiếu cổ tức cũng như là các cái trái phiếu, đúng không? Và mục đích lớn nhất của việc đầu tư trái phiếu và đầu tư các quỹ cho cổ tức là nó cho bạn cái sự ổn định. Những cái năm mà thị trường sụt giảm nhiều á, thì những cái năm đó các cái quỹ trái phiếu và các cái quỹ cổ tức này nó sẽ không sụt giảm nhiều, nó sẽ sụt giảm ít hơn thị trường, cho nên nó đỡ cho bạn những cái mất mát. Mà bạn chỉ cần cái đó lúc mà bạn đã sắp đến tuổi nghỉ hưu rồi, bởi vì bạn nghĩ sẽ có những năm bạn muốn rút tiền ra tiêu, và những năm đó thị trường nó rớt thì bạn phải bán các cái quỹ trái phiếu và các cái quỹ cổ tức này. Thì ở đây á, mình làm một cái research để mình quay quay thử á, là lịch sử return, tức là những cái khoản lợi nhuận nó cho lại trái phiếu, cổ phiếu, trái phiếu và các cái loại hình trái phiếu khác nhau. Thì ở đây mình tìm được một cái nguồn data rất là tốt của cái trường đại học New York University ở trên New York á. Thì ở đây người ta có data từ năm 1928 cho đến là năm 2023 luôn. Và ở đây nó có tất cả những cái khoản return của S&P 500, và cái này lại bao gồm luôn cả cái tiền cổ tức. Và nó có 3 tháng T-bill, nó có 10 năm bond trái phiếu của chính phủ Mỹ, và nó cũng có là các cái trái phiếu của doanh nghiệp mà được đánh giá là BAA, tức là những cái doanh nghiệp này là cũng không phải quá nổi tiếng, quá blue chip, mà nó cũng thuộc loại là trung bình khá ở trên thị trường. Thì các bạn thấy ở đây là nó có tất cả các cái mức return trong những cái năm này. Thì mình mới download cái data này về, và sau đó thì mình vẽ ra một cái bản đồ để giúp cộng đồng mình dễ thấy hơn. Thì cái bản này á, nó sẽ cho bạn thấy á, là cái sự biến động giữa cái mức lợi nhuận của S&P 500 là cái đường màu xanh, và cái return cho cái trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm là cái đường màu đỏ. Thì các bạn thấy đấy á, là cái bức tranh cái lợi nhuận của việc đầu tư vào S&P 500 và đầu tư vào trái phiếu của chính phủ Mỹ trong những cái năm này. Thì các bạn thấy cái quan trọng nhất để bạn đầu tư vào trái phiếu của chính phủ Mỹ á, là những năm mà cổ phiếu S&P 500 là cái đường màu xanh. Những năm mà nó ở dưới này các bạn này, những năm mà S&P 500 nó là ấm á, thì trái phiếu của chính phủ Mỹ nó dương. Ví dụ năm nay bạn thấy nó giảm 6,98%, thì trái phiếu 10 năm á, nó cho bạn lợi nhuận 1,29%. Cho nên nếu mà bạn đang nghỉ hưu mà bạn cần tiền để tiêu trong năm này thì bạn không nên bán VOO, mà bạn nên bán cái trái phiếu của chính phủ Mỹ này để lấy tiền ra tiêu. Bạn thấy không? Ví dụ những năm mà bạn thấy những năm mà cổ phiếu nó rất là tốt, ví dụ năm nay cổ phiếu nó tăng 31,74%, thì trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm nó lại giảm 2,99% mỗi năm. Bạn thấy không? Tức là cổ phiếu tốt thì trái phiếu nó lại giảm. Và cái quan trọng của bạn là những năm mà cổ phiếu nó giảm, ví dụ năm nay cổ phiếu của nó giảm 4,7%, nhưng mà trái phiếu năm nay á thì lại tăng là cũng khoảng trên dưới 10%. Các bạn thấy không? Thì cái sự đối nghịch như vậy nó giúp cho bạn á, là những năm nào mà bạn cần rút tiền mà lúc đó cổ phiếu VOO nó đang giảm giá thì bạn không bán, bạn bắt buộc bạn phải bán trái phiếu. Thì đó là cái lợi ích lớn nhất của nó. Ví dụ bạn thấy cái năm này này là cổ phiếu VO nó giảm 21,97%, thì trái phiếu á, nó tăng 15,12%. Bạn thấy có tốt không? Năm này cổ phiếu nó giảm 11,85%, trái phiếu nó tăng 5,57%. Năm này cổ phiếu giảm 9%, trái phiếu tăng 16,66%. Bạn thấy như vậy là nó cực kỳ tuyệt vời cho bạn, để những năm này, trong 3 năm này, lúc mà cổ phiếu nó giảm xấu như thế thì bạn chỉ cần bán các cái trái phiếu này là được rồi. Trái phiếu nó đang tăng rất là tốt, bạn bán trái phiếu vừa được giá vừa không ảnh hưởng đến những cái cổ phiếu của bạn. Bạn thấy không? Đó là cái lý do là bạn đến một lúc nào đó bạn phải cần kết hợp cả hai cái chiến lược tăng trưởng và cái chiến lược có được những cái mức lợi nhuận ổn định hàng tháng. Bạn thấy ví dụ cái năm này là một cái năm rất tồi tệ, cổ phiếu của nó giảm 36,55%, thì trái phiếu á, nó tăng cho bạn 20%, quá sướng luôn. Năm đó bạn muốn cần tiền, bạn bán trái phiếu đi, trái phiếu nó đang tăng 20% mà bạn rất là được giá, rất là ngon lành, không có sợ gì cả. Và rất là nhiều năm như vậy, ví dụ những cái năm này thì cổ phiếu tăng
trái phiếu của nó giảm, cổ phiếu tăng, trái phiếu của nó giảm. Thì bạn thấy khi mà nó đi theo cái chiều hướng trái ngược nhau như vậy thì cực kỳ tốt. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, ví dụ năm 2022 là cái năm rất là tồi tệ, thì bạn thấy cả trái phiếu và cổ phiếu nó đều giảm. Thì vì sao như vậy? Vì sao lại gần đây bắt đầu cái việc tăng giảm của trái phiếu và cổ phiếu nó không còn đi ngược nữa mà nó đi cùng một cái hướng rồi? Vì bạn thấy ở đây là năm 2022 là cả hai thằng đều giảm 17,83%. Thì cái đây là một cái dấu hiệu cực kỳ tồi tệ. Thì vì sao năm nay trái phiếu nó lại giảm? Thì cái này nó là liên quan đến một cái câu chuyện lớn hơn. Giá của cổ phiếu thì nó ảnh hưởng từ những cái yếu tố nào? Và giá của trái phiếu thì nó ảnh hưởng từ những cái yếu tố nào? Thông thường các cái yếu tố này nó giống nhau hay là nó khác nhau? Có lúc nào mà những cái yếu tố này nó giống nhau hay là không? Thì đó là cái nội dung của một cái bài học trong cái khóa học. Như các bạn biết gần đây á, thì mình có làm một cái khóa học để giúp cộng đồng của mình bắt đầu biết đến cái chiến lược đầu tư theo chiến lược tăng trưởng này. Đó là cái khóa học đầu tư vào trái phiếu hoặc là cả cái cổ phiếu trả cổ tức để cho các bạn có thu nhập ổn định hàng tháng. Và trong cái khóa học này á, mình sẽ giải thích cho các bạn hết tất cả các cái vấn đề liên quan đến việc đầu tư trái phiếu và đầu tư cổ phiếu ăn cổ tức. Bởi vì đến năm mà cộng đồng mình 60 tuổi á, những bạn ở 60 tuổi thì các bạn phải kết hợp với cái chiến lược này nữa, chứ không thì đầu tư vào VOOVGT không được. Cái đó là nguy hiểm. Cho nên ngày hôm nay mình vừa mới làm một cái bài học số 3. Trong bài học này mình phân tích 4 yếu tố làm giá trái phiếu thay đổi. Bạn thấy lúc này cái biểu đồ đó có những lúc trái phiếu nó cũng giảm chứ không phải nó luôn luôn tăng. Có những lúc nó tăng, lúc mà cổ phiếu giảm thì trái phiếu nó thường hay tăng. Lúc mà cổ phiếu tăng thì trái phiếu nó thường hay giảm. Thì bây giờ làm sao mình biết được 4 yếu tố làm cho giá trái phiếu thay đổi, tăng hoặc là giảm, và những cái yếu tố này nó khác với những cái yếu tố làm giá cổ phiếu thay đổi như thế nào? Thì đây là một cái bài học rất là quan trọng để các bạn có thể hiểu được giá cổ phiếu nó bị ảnh hưởng đến những cái yếu tố nào và giá của các cái cổ phiếu cho cổ tức nó bị ảnh hưởng đến những cái yếu tố nào, để cho các bạn hiểu rõ được cái vấn đề này trong cái chiến lược đầu tư để có lợi nhuận ổn định hàng tháng lúc mà bạn đã gần đến tuổi về hưu rồi. Thì đây là một cái bài học cực kỳ quan trọng, và cái bài học này sẽ giúp cho các bạn hiểu và giải thích được là vì sao trong năm và giải thích được là vì sao trong năm 2012 cả hai cái thằng này nó đều đi xuống theo cùng một chiều như vậy. Trái phiếu nó cũng giảm 17,83%, cổ phiếu nó cũng giảm 17,83%. Vì sao như vậy? Bởi vì các bạn thấy nếu mà các bạn đầu tư vào trái phiếu và cổ phiếu năm 2022 thì bạn kiểu như là bị bỏ tay bỏ chân, bạn không có bán được thằng nào để rút tiền ra tiêu cả, bởi vì cả hai thằng nó đều giảm sâu như thế này luôn. Thì vì sao như thế? Thì hy vọng nếu mà các bạn quan tâm thì các bạn nhớ học cái bài học ngày hôm nay trong cái khóa học đầu tư trái phiếu, cổ phiếu ăn cổ tức, để cho bạn được những cái khoản tiền lời ổn định hàng tháng cho cái việc chi tiêu của bạn. Thì trong cái khóa học này á, mình cũng giúp cộng đồng của mình xác định được lúc nào là bạn nên bắt đầu đầu tư vào trái phiếu và cổ phiếu ăn cổ tức. Lúc nào thì bạn chỉ quan tâm đến việc đầu tư các cái chiến lược tăng trưởng hiện giờ mà thôi. Thì trong cái bài này mình sẽ cho các bạn thấy á, là những bạn mà sinh năm 1980 về sau này thì bây giờ các bạn chưa quan tâm đến cái chiến lược đầu tư vào trái phiếu và các cái cổ phiếu ăn cổ tức. Nhưng mà nếu bạn ở tuổi 55 cho đến 60 tuổi hoặc là 55 cho đến 65 tuổi thì bạn bắt buộc phải bắt đầu cái chiến lược đầu tư trái phiếu và cổ phiếu trả cổ tức này. Và nếu như mà bạn chưa biết cái chiến lược này và chưa biết cách thực hiện cái chiến lược này như thế nào thì bạn nên theo học cái khóa học này với mình, để các bạn biết khi mà bạn chuyển qua đầu tư để có lợi nhuận ổn định hàng tháng thì nên đầu tư vào trái phiếu và cổ phiếu cổ tức như thế nào. Thì nếu mà muốn theo học cái khóa học này á, thì hy vọng các bạn sẽ tham dự vào cái chương trình hội viên kim cương của mình. Lúc mà các bạn tham dự vào cái chương trình hội viên kim cương á, thì các bạn sẽ được các cái lợi ích độc quyền, và các cái lợi ích độc quyền là những cái khóa học giống như lúc nãy mình vừa mới giới thiệu. Vì lợi khi bạn tham dự vào cái chương trình hội viên kim cương thì bạn sẽ đóng 20 đồng một tháng, mình đảm bảo với bạn đó là cái chi phí thấp nhất mà bạn có thể tưởng tượng nổi. Đây là một cái chi phí cực kỳ nhỏ nhưng mà cho lại bạn những cái lợi ích tài chính rất là to lớn. Những cái khóa học mà mình hướng dẫn cho cộng đồng mình đầu tư á, thì nó mang lại cho bạn những cái lợi ích về kinh tế cực kỳ lớn. Có nhiều người từ đầu năm đến giờ theo học các cái khóa học với mình á, và tiền đầu tư của họ đã tăng 30-40%. Và những người mà theo học cái khóa học đầu tư chứng khoán Mỹ an toàn cho những người mới bắt đầu, hoặc là cái khóa học về tài khoản Roth IRA,
thì chỉ 10, 15, 20 năm đầu tư, đến lúc bạn về hưu bạn tích lũy được một cái tài sản gần 1, 2 triệu đồng, thì đó là những cái tài sản rất là lớn do cuộc sống hưu trí của các bạn, và nó cực kỳ lớn, lớn hơn rất là nhiều so với một cái khoản chi phí chỉ 20 đồng mỗi tháng trong cái chương trình hội viên kim cương của mình. Và ngoài ra, ngoài những cái khóa học ra thì mình còn những cái bài phân tích chuyên sâu cho các cái cổ phiếu và cho các cái trào lưu đầu tư, để giúp cộng đồng mình hiểu rõ hơn về những cái câu chuyện ở trên thị trường chứng khoán hiện giờ, giúp cho bạn đầu tư tỉnh táo hơn và có những cái khoản lợi nhuận tốt hơn. Thì mình hy vọng các bạn sẽ tham dự vào cái chương trình hội viên kim cương của mình để có được các cái lợi ích tài chính độc quyền mà mình dành cho các bạn hội viên kim cương, cũng như là bạn ủng hộ mình thêm một chút nữa. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Alright, thì mình hy vọng trong cái bài học ngày hôm nay mình đã giải thích được vì sao nếu bạn còn 10, 15, 20 năm thì bạn không nên đầu tư vào các cái cổ phiếu ăn cổ tức, các cái quỹ cho cổ tức cũng như là các cái quỹ trái phiếu, bởi vì làm như vậy sẽ làm giảm cái lợi nhuận hàng năm của các bạn, và đó là một cái chuyện rất là đáng tiếc, bởi vì lúc này bạn còn khá trẻ, bạn còn 10, 10, 15, 20 năm để đầu tư. Cái mục đích lớn nhất của bạn là cho các cái khoản tiền đầu tư của bạn tăng trưởng compound interest càng nhiều càng tốt, đẻ ra được càng nhiều tiền hơn càng tốt, để lúc bạn đến tuổi nghỉ hưu á, bạn có một cái tài khoản rất là nhiều tiền để phục vụ cho cái cuộc sống hưu trí đầy đủ và thoải mái và giàu có của các bạn. Lúc mà bạn gần đến tuổi 55, 60, 60 mấy tuổi thì bạn phải bắt đầu chuyển cái danh mục tài khoản đầu tư của bạn sang một phần cho cái chiến lược đầu tư cho lợi nhuận ổn định hàng tháng, và đó là chiến lược đầu tư vào các cái trái phiếu ăn cổ tức, hoặc các cái cổ phiếu ăn cổ tức, hoặc là các cái trái phiếu. Thì đó là cái nội dung chính của cái video ngày hôm nay. Mình hy vọng mình đã giải thích được và giải thích rất là kỹ cái sự khác nhau này, và lúc nào thì bạn cần thay đổi cái chiến lược đầu tư và những cái kiến thức cần thiết để bạn thực hiện cái chiến lược đầu tư vào trái phiếu cũng như là các cái cổ phiếu ăn cổ tức. Alright, mình hy vọng các bạn thích cái bài phân tích này. Nếu các bạn thích thì nhớ bấm cho mình một nút like. Và nếu các bạn có câu hỏi gì hoặc là những feedback gì thì viết vào một comment giúp cho mình. Hy vọng các bạn sẽ gia nhập vào cái chương trình hội viên kim cương với mình nếu các bạn theo dõi channel của mình một thời gian rồi, để ủng hộ mình hơn một chút và có được những nhiều hơn nữa các cái lợi ích tài chính độc quyền mình dành cho các bạn hội viên kim cương. Mình tin chắc về các bạn là cái lợi ích bạn có được sẽ lớn hơn rất là nhiều so với một cái chi phí rất là bé nhỏ, chỉ 20 đồng mỗi tháng. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem channel của mình thì hy vọng các bạn sẽ bấm nút đăng ký kênh để mình có thể gặp nhau thường xuyên hơn nữa. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại trong cái video tiếp theo. Chào tạm biệt. Bye bye.